Lạy mẹ con đi theo tiếng gọi của quan tò, mà ở tù hai năm dưới lứa tuổi vì thanh niên. Mà lạy mẹ con đi trước khi đi, mẹ có nhân vừa gì thiệt quay vừa ban năm trai hai mẹ như xài. Con có nhân người hỏi thăm mà mẹ gửi cho con nhân mấy lời dạy người yêu con. Họ son bóng tay trước khi quen con thằng nàng, tạo ra mà bạn lo cho con mẹ đi trường. Đêm qua đi tiếng xét xa xăm, mẹ có biết hay không, nước nước mắt mẹ đang chảy dài. Khi hay tin con đông ở Ca Bà, con nằm tại bộ lá tí, giờ này mẹ còn rất xa. Rồi một đêm khuya con của mẹ trốn trường, mà trở về quê xưa thấy mẹ còn đang ngủ say. Và thằng công an nó hay tin con trốn trường, bắt con lần nữa đưa con vô tận đi qua. Họ ra cho con dư hai chữ chữ trốn trường, mà họ ra cho con dư con chưa tù rung sướng. Họ ra cho con năm xương khô về với mẹ, nghĩa trang bình chánh ghi tên con mẹ suốt đời, ghi tên con mẹ suốt đời. Chim đêm qua con về thăm mẹ, sau nhiều năm xa cách diễn đàn đồng đen. Tâm xuyên qua màn ông di con trai mẹ chết rồi. Mẹ ơi con mẹ chết rồi, con về đâu nữa mẹ ơi. Nếu có về con về bằng ngộ quan tài, con về bằng tấm thẻ bài, còn kinh hai dòng máu đêm đêm qua trên trường. Họ đưa xác con về, không người thân nửa tiếng tâm dài bóng thân. Mặc cho trời mưa gió, họ đưa xác con về. Sao ai hơn, con nhìn không thấy mẹ cha. Họ đưa con vào hộp kinh nói con trai mẹ chết rồi. Có quan tài là nơi con ăn nghỉ, lá quốc kỳ phụ kinh cả đời con, dòng chữ in con mang án từ hình. Đêm đêm qua con về thăm mẹ già đâu có biết dáng mẹ điều yêu. Mẹ mãi cho từng cái áo, mẹ giá cho từng cái quần. Mẹ ơi con mẹ chết rồi, không về đâu nữa mẹ ơi. Trên ngày vô con mẹ nhìn lên vì anh thấy con trai mẹ trở về. Trên ngày vô con mẹ nhìn lên nay chui thấy nay chui đó còn trai nào. Thank you.